Top 8 cuốn sách hay về kỹ năng sống bạn trẻ nên đọc. Sự hiểu biết giúp chúng ta chung sống với thế giới này một cách tốt nhất, thế nhưng có kiến thức thôi vẫn chưa đủ khi mà xã hội ngày càng phát triển cùng với những đòi hỏi ngày một cao hơn về không, chỉ trình độ chuyên môn mà còn là kỹ năng sống của bất cứ bạn trẻ nào muốn tìm kiếm cho mình những cơ hội việc làm tốt nhất. Reader xin giới thiệu đến bạn đọc top 8 cuốn sách hay về kỹ năng sống bạn trẻ nên đọc. Top 5 cuốn sách hay về tư duy khác biệt bạn trẻ nên đọc. Top 10 cuốn sách hay giúp thay đổi cuộc đời bạn. Những cuốn sách cải thiện kỹ năng giao tiếp hay nhất. 1. Biết từ chối chẳng lo thua thiệt. Nếu thuyết phục là một kỹ năng cần thiết trong giao tiếp thì lời từ chối cũng là một nghệ thuật. Sức mạnh của lời từ chối sẽ có tất cả trong cuốn sách Biết từ chối chẳng lo thua thiệt. Không chỉ bằng lời nói suông, cuốn sách Biết từ chối không sợ thua thiệt còn đưa ra rất nhiều ví dụ thực tế để bạn đọc dễ hình dung và áp dụng vào đời sống một cách dễ dàng. Cuốn sách này sẽ giúp bạn cân bằng cảm xúc hơn biết giúp người đúng lúc và đúng cách và khám phá ra được những sự thật thú vị, hữu ích về ngôn ngữ cơ thể. Nếu vẫn chưa biết nói lời từ chối đúng cách thì chắc chắn đây là cuốn sách mà bạn cần sở hữu để làm chủ bản thân. 2. Đắc nhân tâm. Cùng khám phá những nghệ thuật trong giao tiếp qua Đắc nhân tâm. Một cuốn sách bán chạy và nổi tiếng trên thế giới, mặc dù đã trải qua lớp bụi của thời gian nhưng những giá trị trong cuốn sách đem lại vẫn còn nguyên vẹn đến ngày hôm nay. Đắc nhân tâm một cuốn sách tổng hợp những bí quyết gặt hái thành công Nghệ thuật trong giao tiếp và những bí quyết giúp bạn dung hòa các mối quan hệ. Chắc chắn đây sẽ là cẩm năng giúp bạn trau dồi kỹ năng giao tiếp để sống một cuộc đời đơn giản, hạnh phúc như cách hàng triệu người đã đọc cuốn sách này và thay đổi. 3. Thoát khỏi bẫy cảm xúc. Cuốn sách này tất tần tật là về bạn về các cảm nhận của bạn, thái độ của bạn và việc bạn giữ một cái nhìn tích cực trong cuộc sống cảm xúc là một trong những thứ khiến con người khó điều chỉnh. Bạn đang tìm kiếm những phương thức giúp mình hiểu rõ để cân bằng cảm xúc để sống chủ động và vui vẻ hơn thì cuốn sách Thoát khỏi bẫy cảm xúc là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn. Thoát khỏi bẫy cảm xúc, một cuốn sách dành cho tất cả chúng ta, bởi khi làm chủ được cảm xúc, chúng ta sẽ làm chủ được hành động và sống một cuộc đời ý nghĩa nhất. 4. Tự tin để thành công. Tự tin là một trong những phẩm chất cực kỳ quan trọng để thành công. Nếu vẫn chưa thể hoàn thiện được kỹ năng tự tin thì cuốn sách này dành cho bạn. Tự tin để thành công là một cuốn sách tổng hợp những câu chuyện, chia sẻ, trải nghiệm, câu nói giúp bạn nắm chắc chìa khóa của thành công, sự tự tin, sống tích cực mỗi ngày để làm điều bạn muốn. Bạn chứ không phải ai khác là người làm chủ cuộc sống, hành vi và cảm xúc của mình. 5. Kỹ năng lắng nghe trong giao tiếp. Nếu nói là hình thức để con người giao tiếp tốt với nhau thì lắng nghe lại là công cụ giúp bạn làm điều đó tốt hơn. Lắng nghe không chỉ để bạn phản hồi lại đối phương mà còn thấu hiểu đối phương. Hãy để Hiraki Noriko giúp bạn nắm chắc chìa khóa quan trọng trong giao tiếp qua cuốn sách Kỹ năng lắng nghe trong giao tiếp cuốn. Sách Kỹ năng lắng nghe trong giao tiếp gồm 6 chương sẽ giúp bạn hiểu rõ cách lắng nghe hiệu quả để thấu hiểu cảm xúc của người khác, lắng nghe thông qua thái độ biểu hiện cảm xúc, trao đổi hiệu quả hơn trong giao tiếp. Chúng ta không nhìn được suy nghĩ của nhau, do đó muốn nắm bắt và thấu hiểu những gì đối phương nói, chúng ta phải thông qua cơ chế tư duy của họ để nói chuyện. 6. Kỹ năng tư duy và ra quyết định hiệu quả. Tư duy và ra quyết định hiệu quả là một kỹ năng cực kỳ cần thiết cho bất cứ bạn trẻ nào đang muốn phát triển tối đa bản thân. Cùng kỹ năng tư duy và ra quyết định hiệu quả giúp bạn rèn luyện những kỹ năng để cuộc sống dễ dàng hơn. Không có gì khiến chúng ta đau đầu bằng việc suy nghĩ và đưa ra những quyết định quan trọng mang tính bước ngoặt trong cuộc đời mình. Thông qua cuốn sách Kỹ năng tư duy và ra quyết định hiệu quả, Emily P. Freeman mang đến cho chúng ta phương pháp mới để thực hành một lời khuyên quen thuộc nhưng thường bị lãng quên, hãy làm điều đúng đắn tiếp theo. Với cách thực hành đơn giản, bạn sẽ có thể xóa tan sự hỗn loạn khi đưa ra quyết định, làm dịu nỗi sợ chọn sai và tìm thấy sự can đảm để quyết định mà không hối tiếc. 7. Đừng để mục tiêu như diều không gió. Đã bao giờ bạn thất bại nhiều lần mặc dù bạn cũng đề ra mục tiêu để cố gắng? Nếu vẫn loay hoay tìm cách vẽ ra những hướng đi trong tương lai một cách cụ thể và thực tế thì chắc chắn bạn không thể bỏ qua. Cuốn sách Đừng để mục tiêu như diều không gió, mỗi người chúng ta đều sẽ có những cách thức để thực hiện mục tiêu khác nhau nhưng chắc chắn rằng những người thông minh sẽ luôn lựa chọn phương thức khoa học nhất để có thể dễ dàng chinh phục mục tiêu của họ hơn. Cuốn sách đừng để mục tiêu như diều không gió sẽ giúp bạn làm chủ kỹ năng lập kế hoạch cho cuộc sống của mình. 8. Một nửa của 13 là 8. Sống trong một xã hội luôn phát triển và đầy cạnh tranh thì ý tưởng sáng tạo đóng một vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Có phải chỉ một số ít trong chúng ta mới có thể có những ý tưởng sáng tạo đột phá không? Cùng một nửa của 13 là 8 rèn luyện kỹ năng tư duy sáng tạo cho chính bạn để thành công hơn trong cuộc sống. Một nửa của 13 là 8 là một cuốn sách giúp bạn trả lời câu hỏi ý tưởng sinh ra từ đâu, gợi mở cho bạn những cách nhìn khác và thế giới. Sáng tạo không chỉ giúp bạn trở nên năng động và giải quyết những vấn đề dễ hơn trong công việc mà sáng tạo để sống theo cách của bạn, sống một cuộc đời hạnh phúc và đặc biệt. Trên đây là top 8 cuốn sách hay về kỹ năng sống mà bạn trẻ nên đọc, bao gồm những kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng tư duy và ra quyết định hiệu quả hy vọng bài viết này sẽ hữu ích trong việc lựa chọn sách cho bạn chúc bạn thành công và luôn trao dồi cho mình những kỹ năng sống thật hữu ích và cần thiết cho bạn